Tiếp tục thông tin về vụ việc người dân nghi ngờ cảnh sát giao thông Hà Nội dùng một chiếc xe taxi giả vờ bị hỏng trên cầu Vĩnh Tuy để bẫy người đi đường gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Sau khi lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phủ nhận sự việc này vào ngày hôm qua thì sáng ngày hôm nay 18 tháng 7, cư dân mạng lại tiếp tục tìm ra nhiều hình ảnh và bằng chứng cho thấy nghi ngờ của người đi đường không phải là vô căn cứ. Sau khi có phản hồi từ phía cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội một số thành viên của diễn đàn autofan.net đã đưa ra ảnh chụp chứng minh chiếc xe taxi của hãng ICB này đã đỗ ở cùng một vị trí nhưng tại hai thời điểm khác nhau. Lần trước đó là vào tháng 11 năm 2014. Vào thời điểm đó thì công trình nhà cao tầng ở phía sau vẫn đang xây thô. Trong khi bức ảnh chụp sau đó thì tòa nhà này đã hoàn thiện. Nhiều thành viên khác cũng chia sẻ clip để chứng minh rằng chiếc taxi này đã cố tình dừng đỗ trên cầu Vĩnh Tuy nhiều lần buộc các xe máy phải lấn sang làn đường dành cho ô tô. Những chiếc xe này sau khi xuống đến chân cầu liền bị cảnh sát giao thông xử phạt. Trước đó, lái xe taxi trong ảnh và clip trên đã khai khi đi qua cầu xe có dấu hiệu bị bục kết nước nên anh phải dừng xe vào phần đường dành cho xe mô tô trong lúc chờ cứu hộ đến sửa chữa.